Về rồi hả con? Cái áo tôi mang trên cái móc rồi. Cái áo má giặt rồi, con mặc áo khác đi con. Cái gì? Trời ơi, người ta mang trên đó để chưa người ta mặc, mà bà đi giặt. Bà muốn giặt bà phải hỏi tôi chứ. Bà không có chuyện làm hả gì? Má, má không biết, má xin lỗi nha. Cái gì hả? Cái quần của con nó rách, má nhét lại. Trời ơi là trời, cái quần jean của người ta là cái kiểu nó rách, mà bà đi may lại tôi bó tay bà luôn á. Giờ má không biết. Má xin lỗi con nha. Tôi nói thiệt với bà nha, tôi cho tiền người khác á, người ta còn giúp đỡ tôi được. Còn nuôi bà vừa tốn cơm vừa tốn gạo, không giúp đỡ được gì hết á. Cường, bực bội của mình. Chị ơi, nhận hàng giùm em ạ. Có đây em. Dạ đây, chị kiểm tra hàng giùm em. Đúng rồi nè. Tối ngày xin lỗi. Tôi nói thiệt với bà nghe, tôi nói cho tiền người ngoài, người ta còn giúp đỡ tôi. Còn nuôi bà vừa tốn cơm tốn áo, không làm được gì hết á. Còn chị cái, suốt ngày mắng chửi mẹ vậy đó, vất vả nuôi cho nó lớn vậy mà tội nghiệp bà cụ ghê. Dạ alo, em nghe anh Thuận ơi. Dạ, có dai hả anh? Dạ vậy anh nhắn cho em địa chỉ với lại quần áo đi, chị em chạy qua. Em có đồ mà. Dạ ok anh, dạ, em cảm ơn anh. Wow, bởi làm diễn viên nữa hả? Giỏi dữ ha. Dạ, em làm diễn viên phụ chị, đóng mấy vai nhỏ nhỏ mà. Chỉ có cái là em đam mê với nghề, cho nên là mong tổ đồ em. Với lại em còn mê ship nữa, cho nên giờ em làm shipper ship hàng cho chị đó. Làm cái gì cũng được, miễn là mình có đam mê á là được em à. Sẽ thành công thôi. Dạ. Chị gửi tiền hàng. Em cảm ơn chị. Xin phép chị em đi cho kịp để chị còn đi quay nữa. Rồi, cảm ơn em nha. Chị ơi, chị lại có đơn hàng nè. Có đây em. Dạ, chị kiểm tra hàng giùm em. Đúng rồi em. Ở nhà với bà lúc nào cũng bực bội hết trơn á. Bà ở nhà coi nhà đi, tôi đi ra ngoài có một chuyện. Nhìn cái gì? Lo chuyện của mình đi. Thiệt tình, thằng đó không phải con chị. Nó mà con chị nó chết với chị rồi. Tội nghiệp bà cụ, lớn tuổi rồi mà còn không được hưởng phước. Có thằng con trai à, tối ngày nó mắng nó chửi hoài vậy đó. Ngày nào cũng vậy hả chị? Ngày nào cũng vậy em. Nó đi thì thôi, mà nó về tới nhà là nó chửi. Ủa, bên đó đang tuyển người giúp việc hả chị? Nghe đâu á bà cụ dạo này bị lẫn rồi, không có làm được việc nhà cho nó đang kiếm người giúp đó. Nhưng mà em ơi, bao nhiêu người tới là bấy nhiêu người đi à. Ai mà chịu đòi nổi cái tính của nó. Thôi, cảm ơn em nha. Dạ. Chị ơi, cho em gửi nhờ cái xe nha. Ê, dạ, đứng đây có chuyện gì không? Dạ, tại em thấy đây mình tuyển người giúp việc nè anh, cho nên em định xin việc làm. Đúng rồi, anh tìm mấy nay mà chưa có người, vô nhà bạn chuyện em. Dạ. Công việc nhà anh chỉ có nhiều thôi, anh hướng dẫn em hết rồi đó. Có cái chuyện gì em không hiểu á thì em cứ hỏi anh. Dạ. Còn bác thì sao anh? Bà hả? Cái bụng bà khỏe lắm, ăn cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ cần một chén cơm nguội hoặc là một gói mì tôm là được rồi. Dạ.
Thì ba. À con. Hồi nãy con dọn phòng của bác, con phát hiện ra cái sổ khám bệnh của bác. Hả? Con. Sao bác bệnh mà bác giấu anh Cường? Bác tự chịu một mình vậy? Con biết rồi đó. Bác thì già cả rồi, trước sau gì cũng theo ông theo bà. Nói cho nó biết làm gì hả con? Cứ để cho nó nghĩ mẹ nó chết vì bệnh già thôi. Có như vậy thì tới khi bác chết thì nó cũng yên lòng, trút được gánh nặng mà không đau khổ gì hết. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho bác quá. Không sao đâu con, bác ổn mà. Miễn sao thằng Cường nó sống tốt là bác yên lòng rồi. Không sao. Sao nó đây? Em đi kiếm anh nãy giờ. Thằng này lãng không? Sớm với tao, tao muốn ngồi đâu tao ngồi chứ. Biết là vậy rồi. Nhưng mà anh không đi tìm bác Hiền hả? Bác đi cả ngày rồi anh Cường. Bây giờ là 8-9 giờ tối rồi anh Cường ơi. Anh không lo cho bác hả? Tính ra bả đi luôn, bả còn khỏe. Bây giờ ngoài đường rất là nhiều người tốt. Tao thấy bả già yếu nè, cái người ta đưa bả vô viện dưỡng lão. Tao không bị mang tiếng. Anh nói vậy mà anh nghe được anh Cường. Anh đọc đi. Rồi anh tự suy nghĩ là những gì nãy giờ anh nói. Ở đâu mày coi nè? Trong phòng bác Hiền. Em dọn phòng em thấy đó. Anh đọc đi. Rồi anh hiểu tại sao mẹ anh phải chịu khổ gì anh, phải chịu anh dày dò như vậy. Mẹ nào không thương con anh được. Mày thấy hồi nào vậy? Em thấy 2-3 ngày rồi. Nhưng bác Hiền kia em giấu anh. Bác Hiền bệnh lâu rồi. Bác Hiền luôn phải chịu đựng những gì anh dày vò. Anh có thương mẹ không? Anh mày nói nhiều quá, bây giờ má tao đang ở đâu? Làm sao em biết được? Em muốn đi tìm bác mà. Mày chở tao đi tìm má tao đi tính. Nhanh lên tính. Lên xe. Cường, bác Hiền phải không Cường? Má đánh con đi má, má đánh con đi. Con khờ quá à. Có mẹ nào mà đánh con cho được đâu con. Má thương con còn hơn là bản thân của má nữa. Chỉ tiếc là thời gian má bên cạnh con không có con nhiều. Để mà má được gần con, được chăm sóc cho con. Con phải biết là tình thương của má lúc nào cũng dành cho con tất cả. Con xin lỗi má, con có lỗi với má rất là nhiều. Má, con hứa với má là kể từ giây phút này nè, là con sẽ cố gắng chăm sóc cho má để má khỏe. Má sống với con nghe má. Con thank you.
Với tính shipper thì không có gì là khó. Con gái hả? Cô gái nè. Trời ơi là đó trời. Ở nhà chỉ có việc ăn rồi đẻ, mà cũng không đẻ đó còn thằng con trai nữa. Nhà tôi vô phúc lắm á, có con dâu như cô vậy đó. Mẹ ơi, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu mà mẹ. Nhà tao á, ba đời sanh tọt con trai không à. Không có thứ dâu mà sanh con gái không như mày đâu. Thằng Cường á, nó là con trai độc nhất. Bây giờ nó không có con để nói giỏi thì còn ra cái hệ thống gì nữa chứ. Mẹ anh Cường, con của anh đó, anh nói gì đi. Mẹ nói đúng quá rồi, giờ anh biết nói gì vậy? Thôi, anh có phải chồng của em không vậy? Nè nè nè, cô cẩn thận lời ăn tiếng nói nha. Con trai của tôi á là con vàng con bạc, không phải là thứ cô muốn chửi là chửi đâu. Cô nghe cho rõ đây, bắt đầu từ giờ phút này á là cô phải ăn cơm ở dưới bếp. Nhưng mà nhớ là khi nào gia đình ăn cơm xong thì cô mới được ăn nghe chưa. Còn nữa, cô nhớ là cô làm ơn thì giác cái bản mặt cô ra ngoài đường nha, đừng làm xấu mặt cả dòng họ tôi, nhớ chưa. Nè, anh sao vậy hả? Con của hai đứa mình, em vô sinh ra nữa mà mẹ đối xử với em vậy á. Cô nói cái gì cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng tới mẹ. Không sinh được con trai là do lỗi phụ nữ các người, chứ không phải do gánh đàn ông của tụi tôi. Vậy mà em tưởng lúc nào cũng có anh bên cạnh chứ. Cô bị điên. Chị Cát, mới mốt qua đường cẩn thận, không nhìn đường mà qua vậy nguy hiểm lắm. Sao chị khổ quá vậy nè Tính ơi? Chuyện gì? Chị muốn chấm dứt cuộc sống này, chị muốn đi với con của chị. Bà bình tĩnh kể tôi nghe coi, vụ gì mà căng thẳng vậy? Chị có bầu được 2 tháng rồi, con chưa rõ hình nữa. Nhưng mà bác sĩ đi siêu âm á, thì nói là con gái. Mẹ chồng nghe vậy thì đối xử với chị như người ngoài vậy đó. Mặc dù mới 2 tháng trước mới biết chị có bầu á, bà cưng lắm. Mẹ chồng kỳ cục vậy ta. À thôi bà ơi, nói chuyện mẹ chồng nàng dâu này gặp hoài à. Còn chồng bàn chi? Chồng hả? Đúng là thằng chồng tồi mà. Anh nghe lời của mẹ, bỏ rơi hai mẹ con chị luôn rồi. Bây giờ tính sao? Chắc chị chết cùng với con của chị quá. Bà điên hả? Bà nghĩ sao vậy? Con bà nó có tội tình gì không? Tự nhiên bắt nó chết. Bà không nghĩ cho bà cũng nghĩ cho nó chứ. Nhưng bây giờ chị làm sao? Ông đã sinh nó ra mà nó không có cha hả? Sinh nó ra nó có người cha tồi á, xứng đáng không? Hay mang nhục với thiên hạ. Giờ về đi, tôi đưa bà về nhà mẹ bà đi, rồi có gì tính sao chưa. Đi. Cường ơi, nè má dắt vợ về cho con nè, đẹp không? Hello em. Em chào anh, em là Nga. Còn anh là chồng sắp cưới của em. Đi, nghe anh vô. Trời đất ơi. Nga. Nga đâu rồi Nga? Trời ơi, nghe rồi. Cái gì mà la ôm sòm vậy bà già? Nè con, sao con để nhà cửa bừa bộn, con không dọn dẹp gì, quần áo quăng tùm lum gì nè. Trời, bà rước tôi về đây để làm ô xin hay gì mà bà kêu tôi dọn? Nhưng mà thì ít nhất con cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn ghẽ chứ. Con là con gái mà. Bà kêu á, con bà về đây mà dọn. Con túi, giờ tôi phải đi nghe đầm rồi. À, mà đồ ăn trong tủ á hết trơn rồi, nhớ mua nha, nó không tôi đói á. Bye bye. Trời ơi là trời, mới đưa cho nó 1 triệu mua đồ ăn, mới có 2 ngày mà nó nói là hết đồ ăn rồi. Cường ơi là Cường, mày về mày coi con vợ mày kia Cường ơi.
Làm gì ngồi cú ngủ vậy mà? Mày về rồi đó hả? Mày về mày làm ơn mày dạy lại con vợ của mày đi. Thiệt chứ, bây giờ tao chịu hết nổi rồi. Tính ra con Nga là do má chọn đó. Là do tao chọn, nhưng mà mày không biết dạy vợ mày hả? Nè, vợ con má đuổi đi lâu lắm rồi nha, hiểu không? Má đuổi cha đuổi, còn con Nga không phải vợ con à. Rồi bây giờ á, mày đứng đây mày trả treo với tao hả? Mà con không biết đâu. Má đuổi con Nga đi ra khỏi nhà giùm con cái đi. Dạo này nó lấy tiền con xài hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà thôi, mày nói đi, mày làm gì mày làm đi cho tao mệt mỏi lắm. Ủa má kỳ vậy má? Con Nga là do má chọn nó, kiểu con dâu của má mà. Ơi nè, tao nói mày nghe nè, lúc mà tao đuổi con vợ mày đi á, tao thấy mày cũng ủng hộ, cũng nhiệt tình lắm mà. Sao bây giờ mày trở mặt vậy con? Đời mà má. Chị Cát. Ủa Tính, nhà này bà khỏe không? Chị khỏe mà, cảm ơn em nha. Có mua mớ đồ qua thăm bà nè. Trời ơi, em đi giao hàng á, có được nhiêu tiền đâu. Mua cho chị hoài, rồi sao có dư. Em làm gì có người thân nào đâu, cũng ít xài nữa. Bây giờ vậy đi, coi như em cho chị mượn, không có tiền trả lại em. À, bữa giờ ông Cường có gọi cho chị không? Cũng có, nhưng mà chị không có nghe. Thôi, bà cứ giữ sức khỏe bà là được rồi. Còn ổng, để tôi kiếm cách tôi trị không? Ông Cường gọi. Được rồi, tôi giúp cho bà, đưa điện thoại đây. Chi vậy? Đưa đây. Alo. Em ơi, mẹ nhập viện rồi em ơi. À, anh ơi, Cát với lại con qua đời rồi. Cái gì? Chào cô, con là Tính, bạn của Cát. À, con ơi, cháu của cô sao rồi hả con? Tới lúc này mà cô chỉ quan tâm cháu của cô, cô chưa hề hỏi tới Cát, chưa hề quan tâm sống chết của Cát làm sao luôn hả cô? Trời ơi, thì cô chỉ cần có cháu của cô thôi, chứ con dâu thì cô có rồi. Cô nói chuyện vậy mà nghe được. Nè, cái bà kia, bà bị bệnh cái gì á, thì bà làm gì bà kệ bà đi, tiễn như bà bắt gì ông Cường gọi tôi hoài vậy, gọi tới rồi lui hoài hà, phiền muốn chết. À, nè, con không có được hỗn láo gì nghe chưa Nga? Hổn? Bà với anh Cường á, không có liên quan gì với tôi hết trơn á nha. Có chuyện gì đừng có liên lạc với tôi nha. Vậy nha, tôi đi nha. Xích. Trời ơi là trời. Con dâu của cô đó hả? Tốt dữ ha. Sao tôi khổ dữ vậy là trời. Khổ gì cô ơi, do bản thân mình không biết trân trọng gì mình đang có thôi. Con nói với cô nè, chỉ có những người bên cạnh mình mới là những người yêu thương mình nhất. Đừng có gì trọng nam khinh nữ, mà cuối cùng cái giá mình phải trả đắt lắm con. Cát ơi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm Cát ơi. Nhưng mà biết làm sao để con Cát nó quay về hả cậu? Được. Về rồi đó hả? Mẹ không sao đâu con. Mẹ ơi, mẹ ăn gì chưa? Con mua cho mẹ ăn nha. Mẹ đừng có lo, con về con chăm sóc cho mẹ rồi nè. Con không có giận mẹ hả? Dạ. Con mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Cát ơi. Mẹ biết, mẹ biết mẹ sai rồi. Cát, em về hả? Em có bị gì đâu mà về. Em vẫn ở đây mà. Nếu không có Tính, chắc em và con chết cùng với nhau rồi. Tôi cảm ơn cậu. Tôi không xứng đáng là một người chồng. Anh đừng có nói vậy. Ai cũng có sai lầm mà. Nhưng mà tôi nhắc cho anh với cô nhớ á, là hãy trân trọng những người thân bên cạnh mình.
sinh con trai hay con gái á cũng đâu có quan trọng đâu anh. Quan trọng là gia đình mình hạnh phúc, mọi thứ vui vẻ suôn sẻ là được. Chị Cát, em mong lần này chị có quyết định đúng. Dạ, hy vọng lần này anh sẽ chăm sóc chị tôi một cách thật tốt. À, quên, giới tính shipper thì đâu có gì là khó. Thôi, xin phép gia đình, em đi trước. Đi về đi. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến bản thân của mình vậy hả? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Tôi sống với cô trong căn nhà này từng ấy năm là quá đủ đối với tôi rồi. Cát, anh muốn ly dị hả? Ly dị thì ly dị. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con. Mẹ đừng có bỏ con mà. Mẹ không có bỏ con đâu mà. Ai nha, con đừng có nghĩ như vậy. Mẹ không có bỏ con đâu nha. Mẹ hứa với con nha. Mẹ hứa, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Ba ơi, ba thương con, ba đừng có bỏ con nha ba. Ba thương con đúng không ba? Con lấy cặp đi, ba đưa con đi học. Nhanh lên. Ơ trời. Trời ơi. Con Khái ơi, con có sao không? Có bị thương đâu không? Sao tự nhiên con khóc vậy? Chú ơi, có phải ai cũng cần có sự tự do đúng không chú? Bé mới lớn mà nội mình vậy là sao? Thôi con ơi, nín đi đừng có khóc nữa nha, nha. Hay là lúc nào đó ai cũng sẽ chán ghét nhau? Không có đâu con, mọi người trên thế giới này á đều yêu thương nhau mà. Nếu mà nói dối làm cho con người ta hạnh phúc á thì cũng nên nói dối mà con. Nhà con ở đâu? Chú đưa con về nha. Nhà con... Dạ, nhà con ở cuối đường. Được rồi, chú đưa con về nha. Dạ. Đi. Bà đi đâu mới về? Đi làm chi đi đâu nữa? Đi làm gì mà tới giờ này mới về? Vợ con mà nói cãi xong xóng à. Vô con. Ê, hả? Trời. Ba mẹ con ngày nào không cãi nhau vậy hết hả? Dạ. Mà có khi nào ba mẹ bỏ con không chú? Không đâu con, ba mẹ nào cũng thương con hết á, không có ai bỏ con đâu. Vậy còn ba mẹ của chú? Ba mẹ của chú hả? Dạ. Họ dẫn dõi theo chú từ nơi thiên đường. Vợ con gì nói cãi xong xóng à. Bà ở nhà đi. Con đi học về rồi sao không vô nhà đi, đứng đây làm cái gì? Cậu lại. Dạ, em là tính shipper. Em đi giao hàng rồi gặp bé đi ngoài đường mình á. Em sợ nguy hiểm nên đưa về đây. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Con vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi. Ba ơi, ba đi cố công việc xíu. Ba đừng bỏ con nha ba. Nha ba. Con nói cái gì vậy? Không có chuyện đó đâu con. Vô nhà đi. Ba đi công việc đây. Chú ơi, chú giúp con đi chú. Con muốn ba mẹ bỏ con đâu. Chú. Thôi được rồi. Để chú con làm sao? Chú biết chú đủ khả năng không nữa. Thôi, con vô nhà đi nha. Ha. Chú vô đây ngồi nè. Con chào. Ủa? Mẹ. Con gái, con đi học sao không đợi mẹ đón? Dạ, con nhờ chú này đưa con về. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, đâu có gì đâu chị. Alo. À, chuyện tôi nhờ bà tìm luật sư sao rồi? À, có rồi hả? Trời ơi, tốt quá à. Vậy có gì bà hẹn giúp tôi ở quán cà phê cây xanh đường D nha. Ok, cảm ơn bà nhiều nha.
có gì tôi hầu tạ bà sau. Chị ơi, bé về nhà an toàn rồi, em xin phép đi trước, còn mấy đơn hàng. Cảm ơn anh nhiều. Xin chào chú. Chào con, chào chị em đi. Con gái. Dạ. Bây giờ mẹ có việc phải ra ngoài rồi, con ở nhà ăn cơm một mình nha. Mẹ đi sớm rồi, mẹ sẽ về sớm với con nha. Đừng có buồn mẹ nha. Dạ. Ngoan, mẹ thương con. Nhớ ăn cơm nha. Dạ. Chào chị, tôi là luật sư. Cậu là người mà tôi gọi à? Dạ đúng rồi ạ. Con ngồi đi. Tôi có thể giúp gì cho chị ạ? Tôi muốn ly dị chồng. Tôi cần luật sư để phân chia tài sản. Không biết là hai anh chị có con gái gì không ạ? Chúng tôi có một cô con gái chung. Nhưng nếu như mà bây giờ chia cho ai thì đối phương cũng sẽ không chấp nhận. Nên chúng tôi đã quyết định với nhau là sẽ đưa con bé về nhà ông bà nội và thay phiên nhau chăm sóc nó. Lý do nào khiến vợ chồng chị ly hôn? Chúng tôi không hợp nhau. Anh ta không biết vun vén cho cái gia đình. Tôi đi làm kiếm tiền cực khổ thì anh ta nói là tôi ăn chơi trác táng. Về nhà thì thái độ cộc cằn thô lỗ. Nhưng mà quan trọng nhất á là anh ta ngoại tình sau lưng tôi. Bằng chứng nào chị biết là chồng mình ngoại tình? Con người của anh ta như thế nào, nhìn một cái là biết liền. Vậy thì bây giờ như thế này đi, chị cho tôi xin phép về nhà của chị, sau đó chị gọi luôn chồng của chị về, rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Sao anh biết chồng tôi không có ở nhà? Tại vì nãy giờ theo những lời chị nói á, thì tôi suy đoán như vậy. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà ý chị sao? Ok, cậu uống nước đi, rồi mình về nhà nói chuyện. Dạ, cảm ơn chị. Cô gọi tôi về đây có chuyện gì? Tôi có mời luật sư rồi. Anh ký vô đơn này đi. Cô muốn ly hôn à? Đúng, tôi chịu hết nổi rồi. Luật sư, anh làm thủ tục đi. Dạ, chào anh chị. Trước khi tiến hành làm thủ tục á, tôi có đôi lời muốn nói với anh chị được không ạ? Muốn nói gì thì nói lẹ đi em. Dạ. Thưa anh chị, em là một đứa trẻ mồ côi. Em mất cha mất mẹ khi mới 7 tuổi. Em là cái người rất hiểu cảm giác của một đứa trẻ mồ côi bị thiếu tình thương của cha mẹ. Nó khổ cực, nó đắng cay như thế nào anh chị? Vào thẳng vấn đề đi, ở đây không ai rảnh mà nghe cậu kể chuyện gia đình hết á. Dạ. Anh chị làm cha làm mẹ mà anh chị sống ích kỷ lắm. Anh chị lúc nào cũng nghĩ tới cuộc sống riêng tư của hai chồng. Có bao giờ anh chị nghĩ tới con gái của mình chưa? Nó cũng cần hạnh phúc từ cha từ mẹ của nó mà anh chị. Đúng là ở cuộc sống này có những lỗi lầm không thể tha thứ. Nhưng nếu chỉ vì không hợp nhau thì ngay từ đầu chúng ta tìm đến nhau để được cái gì? Thiệt ra câu chuyện của anh chị á không to tát đến mức phải ly dị đâu anh chị. Tôi muốn hỏi anh chị thêm một câu. Anh chị có thương con gái của mình không? Tất nhiên là thương rồi. Nó là con gái của tôi mà. Có. Vậy anh chị có muốn con gái của mình lớn lên thiếu tình thương của cha và mẹ nó không anh chị? Ba mẹ thôi.
hạnh phúc cao á đều có đủ ba lẫn mẹ. Con chỉ muốn có đủ ba mẹ thôi. Bộ việc đó khó lắm hả? Con chỉ có muốn đủ ba lẫn mẹ thôi mà. Mẹ xin lỗi. Em xin lỗi con gái của mẹ. Ba từng nói mẹ là người ba thương nhất. Mẹ cũng đừng nói với con mẹ mới không cưới bà thì không ai cưới bà đâu. Vậy tại sao ba mẹ lại bỏ rơi con? Con chỉ là một đứa bé 18 tuổi thôi mà. Con cần ba mẹ cùng con đến tuổi trưởng thành chứ bộ. Mẹ xin lỗi con. Con gái nè, ba sai rồi, ba xin lỗi con. Ba hứa là kể từ đây về sau á, ba sẽ không có xa con nữa đâu. Anh chị thấy đó, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi thôi, biết quá nhiều về chuyện đời. Thiên bé nó khổ quá anh chị. Tuổi của nó đâu cần biết những điều đó đâu anh chị. Hy vọng là anh chị trân trọng cuộc hôn nhân này, để cùng nhau vun vén lo cho tương lai của bé. Vậy tại sao cậu lại còn làm luật sư cho tôi? Tôi xin lỗi anh chị, tôi không phải là luật sư, mà tôi là tính shipper. Bởi vì nghe bé kể, tôi đồng cảm với bé, tôi chịu không có nổi nên tôi mới làm vậy thôi. Xin lỗi anh chị. Cảm ơn cậu. Nếu mà ngày hôm nay không có cậu á thì vợ chồng của tôi ngày hôm nay chọn cách là bỏ cái gia đình này rồi. Dạ, không có gì đâu anh. Giới tính shipper thì không có gì là khó. Thứ khó bây giờ á, sắp tới anh chị sẽ có nhiều trong gai. Nhưng hãy cùng nhau chung tay để bé có một tương lai tươi sáng anh chị nha. Chú hoàn thành xong nhiệm vụ với con rồi nha. Hứa là phải tiền hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn chú. Chào con, chào gia đình chú đi. Bye bye. Bye bye chú. Gì em? Ủa mẹ, sao mẹ lại vào đây à? Mẹ, sao mẹ vô đây? Coi hai đứa tụi bay ngủ nghề làm sao chứ gì. Mẹ ơi, khuya rồi sao mẹ không đi ngủ sớm đi? Tụi con lớn rồi mà, tụi con tự lo được mà mẹ. Ý cô là nói tụi tàn hình đúng không? Mới cưới cô về chưa có được nhiêu lâu hết á, mà cô muốn chiếm hữu chủ quyền của cái nhà này rồi. Dạ không có, con không có ý đó mà mẹ. Con chỉ nói cho mẹ đỡ lo thôi. Đỡ lo hả? Cảm ơn nghe. Mẹ con, con thấy chưa? Ông bà mình nói câu á, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mày á, mày mà không dạy dỗ nó, mày mốt á, để lâu ngày nó leo lên đầu lên cổ mày nó ngồi đó. Mẹ, con không có như vậy mà mẹ. Trời ơi mẹ ơi, bữa nay là ngày vợ chồng con làm đám cưới, nó mệt lắm rồi. Bây giờ mẹ đi về ngủ đi cho vợ chồng con thoải mái. Cái gì? Mẹ, tao nói mẹ nói á, không có để nó leo lên mình mà nó nhảy múa là coi như là ăn thất bát nha chứ con. Mẹ nói tào lao cái gì vậy trời? Mẹ nói không được cãi, cãi là núi đè mẹ rồi. Tàu lao núi gì đây? Về ngủ đi cho vợ chồng con. Khoan nè, nè, cầm miếng vải này, tối á, nhớ lót chỗ hai cái tụi bay nằm á, nghe chưa? Sài Gòn nóng chết, bây giờ lót này sao hai vợ chồng ngủ? Bây giờ có làm không? Rồi làm, về ngủ đi, về ngủ. Khoan đã, thấy đuổi đuổi về hoài. Nè, nhớ lót cho kín đáo nghe chưa? Rồi, về ngủ đi, về. Nè, hai đứa, nhớ lời mẹ dặn đó. Dạ, con biết rồi ạ. Anh á, ngày mai làm khóa cửa phòng lại đi. Chứ tối nào mẹ cũng làm như vậy, em không chịu được đó. Anh biết rồi, mà mẹ này cũng tào lao thiệt. Hai vợ chồng mới cưới kêu ngủ. Tào lao. Nè, hai vợ chồng mình làm PC đi. Ngọt nhanh lên em. Từ từ. Ủa? Đồ cái thứ con gái lăng lòn chắc đó. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Gì nữa vậy mẹ?
Chuyện gì nữa hả? Đồ thứ con gái mất trinh, con gái hư. Mày về nhà này, mày tính lừa dối con trai tao, lừa dối luôn cả tao. Mẹ ơi, mất trinh là sao? Mẹ đang nói cái gì vậy? Mày còn chối nữa hả? Bằng chứng rành rành ra đó, mày còn chối nữa hả? Đêm qua hai đứa tụi mày quan hệ, mà tại sao miếng giấy không có cái gì hết trơn, không có một dấu vết gì? Mẹ ơi, nhưng mà con với anh Cường đã... Nè, mày định đổ lỗi cho con trai tao hả? Mẹ ơi, cái chuyện tế nhị của vợ chồng con sao mẹ tham gia vô được? Mày im đi. Tao nói cho mày biết, một á là tao cắt chi tiêu của mày, hai á là tụi mày cuốn gói ra khỏi nhà tao. Con nói cho mẹ bớt giận thôi, làm cái gì bớt giận hả? Tao nói cho mày biết, tao nè cũng sư tử nghe chưa con, đừng có chọc cái cục tự ái của tao lên. Tao mà tự ái là tao xé tụi bay ra đó. Anh giải thích cho mẹ nghe đi. Không có giải thích gì hết á. Bây giờ á, tao đi qua bển á, tao kêu cha mẹ mày qua đây nói chuyện cho ra lẽ nè. Mẹ, sao anh để cho mẹ đi vậy? Em hay quá. Chứ giờ anh nói gì giờ? Mẹ đang nóng gì nói thì mẹ nghe không? Bây giờ mẹ đi chút xíu mẹ về chứ làm dữ. Nhưng mà anh thừa biết chuyện trinh tiết với em với anh mà. Em mắc cười không? Bây giờ mẹ đang nóng vậy đó, anh nói được cái gì? Với lại cái lúc mà hai đứa mình vui vẻ sao em không nói gì đi? Rồi bây giờ mẹ mà biết anh với em ăn cơm chứ cản là giết anh luôn. Anh ơi, anh có phải là chồng của em không vậy? Mệt quá. Anh đi đâu đó? Đi ngủ. Xin lỗi cô. Nè, cái thằng nghèo hèn này, mày chạy xe mày có con mắt không mà mày đụng người ta vậy hả? Dạ con xin lỗi cô. Tại con đang quẹo ngã ba cô, mà cô ở giữa đường nữa, con không có thấy. Mày chạy xe thì mày phải biết tránh người đi bộ chứ. Mày đụng mày không xin lỗi, mày còn trả treo nữa. Dạ con có xin lỗi mà cô. Với lại con chỉ nói cho cô hiểu thôi à, con đâu có trả treo đâu. Mà cô không sao đúng không? Nhờ trời Phật, nhờ tổ tiên ông bà phù hộ, tôi không có sao hết á. Dạ. Bực mình à. Nè, mà mày làm shipper chắc mày rành cái khu này đúng không? À, dạ. Biết nhà ba má con Hạnh không? Hạnh vợ anh Cường hả cô? Ừ. Dạ biết. Nè, mày gặp họ mày nói giùm tao á, làm ơn qua nhà rước con gái họ về đi. Rước con gái là sao cô? Nhận con gái họ về á là qua nhà tao á, rước cái thứ con gái mà lăng loàn trắc nết, nó dụ dỗ con trai tao cưới nó về. Nó mất trinh rồi, nó để cho con tao đổ vỏ, hiểu chưa? Vậy cô là mẹ của anh Cường, chắc là cô lầm rồi đó cô. Tại vì theo như con được biết á, thì từ lúc học 12 xong á, thì chị Hạnh mới quen anh Cường, rồi bây giờ kết hôn luôn đó cô. Chắc là không có làm chuyện đó đâu, chị nổi tiếng là hiền nhất cái xóm này mà. Sao mày rành quá vậy? Mà mày binh nó chầm chập vậy? À, mày ăn nó rồi đúng không? Không có đâu cô ơi, cô là người lớn á, cho nên con kính trọng cô. Nhưng mà ăn bậy được, chứ nói bậy không được đâu cô. Trời ơi, cái thứ vô học như mày mà cũng bày đặt văn chương chữ nghĩa quá ha. Nè, thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Mày làm ơn chuyển lời á, nói cha mẹ nói là cái thứ mà không biết dạy con, biết chưa? Dạ. Người gì kỳ cục vậy trời? Alo, chị Hạnh hả chị? Chuyện là như vậy đó em. Rồi anh Cường có bảo vệ chị không? Chị có nói nhưng mà mẹ của anh không có nghe. Anh lại sợ mẹ anh nói anh là mất dạy, nên cấm không cho chị nói ra. Nhưng mà dù gì anh chị cũng cưới nhau rồi mà. Em hỏi chị một câu tế nhị, chị đừng có giận em nha. Em hỏi đi. Chị có chắc chắn rằng anh Cường là người đầu tiên của chị không? Trước đây là chị có nói với ảnh, cưới nhau rồi thì chị mới trao cho ảnh. Nhưng mà anh nói tình yêu mà không có tình dục là chị không có yêu ảnh. Chị vì muốn giữ mối quan hệ này cho nên là chị trao cho ảnh. Dù gì trước sau thì chị anh cũng cưới nhau rồi. Chị không ngờ rằng là mẹ của anh lại khó khăn với chị như vậy. Rồi bây giờ chị tính làm sao? Chị cũng không biết nữa.
Chị nghĩ anh Cường sẽ là người bảo vệ chị. Chị có chắc chắn mình muốn giữ mối quan hệ này không? Có chứ, chị yêu ảnh mà. Mà chị không biết sao bây giờ anh Cường lại khác như vậy. Dạ con nghe mẹ. Dạ dạ, con biết rồi, con về ngay à. Chắc chị xin phép chị về trước nha. Nhà chị có chuyện rồi. Chị ổn không? Chị Hạnh. Mẹ ơi, con không có làm gì hết nữa mẹ. Con một lòng một dạ với anh Cường mà mẹ. Câm cái miệng lại đi, đồ thứ con gái hư hỏng. Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Chí Cường không ạ? À? Cậu là ai? Xin giới thiệu với bà, tôi là Tính, anh của Hạnh. Tôi đại diện ba mẹ của tôi, đến đây theo lời yêu cầu của bà. Tốt lắm, cậu thông gia nè, sẵn đây mình vô vấn đề luôn. Cậu làm ơn á, nói ba má nó qua đây á, đưa con gái về đi, tôi trả nó về cho cái nơi sản xuất đó. Với lý do nào? Nó là gái bất trinh, mà gia đình tôi thì không chứa cái loại dâu như vậy. Ý của cô là Hạnh ngủ với người khác trước khi làm đám cưới với Cường? Đúng rồi. Mẹ ơi, con không có mà. Con lập một lòng một dạ với anh Cường mà mẹ. Nhưng mà điều gì khiến cho cô nghĩ Hạnh ngủ với người khác mặc vai là Cường? Dựa vào đâu hả? Con của tôi biết. Từ nhỏ tới lớn nó có quen ai đâu, nó có biết làm cái chuyện đó đâu chứ. Con tôi thì tôi biết rõ. Mẹ à, con thật lòng một lòng một dạ với anh Cường. Con trao hết thanh xuân của con cho anh Cường. Con trao cả sự trong trắng của con cho anh Cường. Thật là con về nhà này con có hạnh phúc nhất. Mày lại sỉ nhục con như vậy hả? Đó, cậu thấy rõ chưa? Gia đình cậu dạy dỗ làm sao á, mà mẹ chồng nói một câu nó trả lời 10 câu. Nhưng mà theo con thấy á, cô mới là người đang sai lại càng sai đó cô. Ủa, nhà mình mà chuyện gì ông sùm vậy mẹ? Con về rồi hả? Con vô con viết đơn ly dị nó liền. Mẹ lập tức cưới đứa con gái còn trong trắng ngoan ngoãn hiền lành cho con liền. Em làm cái gì nữa vậy? Anh nói đi, anh nói cho mẹ anh nghe hết đi, anh kể hết mọi chuyện đi. Nói gì giờ, em đừng có ép anh được không? Cường, tại sao cậu không chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm ra? Mày lần nào? Tôi là ai? Tôi có liên quan gì đến cậu không? À, mày ngủ với con vợ tao đúng không? Đúng không? À, nè, sao cô dám đánh con trai tôi? Đừng có dở cái thói hồ ly trong căn nhà này nghe chưa? Đi khỏi nhà tôi liền. Chuyện đến nước này rồi, con không tha thứ gì căn nhà đâu mẹ. Bỏ đi hả? Đâu có dễ dàng vậy. Trả lại đi. Vàng cưới tiền bạc đâu, trả đi. Tất cả là con của bà giữ, tôi không hề giữ lấy một đồng nào hết. Ủa, Dung, em tới đây chi vậy? Ai vậy Cường? Dạ, bạn, bạn của con á. Bạn cái gì mà bạn? Bạn mà làm nhau có bầu hả? Trời đất. Trời. Sao anh làm vậy với em hả anh Cường? Tại vì lỡ. Chuyện này là sao hả? Dạ thì mẹ, tại con lỡ. Lỡ? Lỡ là người ta có bầu. Cưới đi. Bây giờ anh giải quyết chuyện nhà của anh, còn em thì về em báo cáo với ba mẹ. Vậy nha, bye bye. Trời đất ơi, cô thấy chưa? Cường con trai của cô á, không có tốt như gì cô đang nghĩ đâu. Cường, tôi nghĩ là anh nên có một lời nói gì đó với Hạnh. Hạnh à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhưng mà anh thương em thật lòng là thật. Tha lỗi cho anh nha, tha lỗi cho anh một lần thôi. Muộn rồi anh. Mẹ ơi, mẹ giữ vợ lại giùm con đi mẹ. Giữ cái gì? Tao chết cho mày vừa lòng nè. Tôi nói cho mẹ con cô biết, trinh tiết không phải là thứ quan trọng nhất của một con người, mà thứ quan trọng nhất của một con người chính là nhân cách. Hy vọng là mẹ con cô sẽ hạnh phúc với cô con dâu mới vừa rồi. Cậu, cậu thông gia ơi,
cậu làm ơn nha, cậu đừng có đem chuyện này mà nói cho anh Xu chị Xu tôi nghe nha cậu. Cô ơi, không phải là anh của Hạnh, cũng phải là đại diện cho ông bà tham gia gì đâu. À, mày tính hút con vợ tao đúng không? Xin lỗi anh, nhân cách của tôi không cho phép tôi làm những điều trái với lương tâm của mình. Tôi chỉ muốn nhắc với anh một câu rằng giới tính shipper không có gì là khó. Cái hậu quả này á, hai mẹ con làm, hai mẹ con tự gánh. Trời ơi, trời ơi. Mẹ.